Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bcar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Những mẹo thi bằng lái xe ô tô đổ ngay lần đầu. Bài thi dừng và khởi hành ngang dốc hay ghép dọc, ghép ngang được đánh giá là những bài thi khó nhất trong khi thi bằng lái ô tô. Trong trường hợp không có xe riêng, học viên nên dồn học vào tháng cuối trước khi sát hạch để có được phản xạ tốt nhất. Dưới đây là một số những kinh nghiệm cho học viên thi bằng lái xe ô tô để đạt được kết quả tốt nhất khi đi thi sát hạch. Thời gian đi học hợp lý. Mỗi một cơ sở đào tạo sẽ cho học viên thực hành tay lái với số buổi học giới hạn. Nếu học viên dồn học hết trong tháng đầu tiên, thì 2 tháng sau sẽ không có xe để tập, dẫn đến bị quên và phản xạ kém. Trong trường hợp không có xe riêng, học viên nên dồn học vào tháng cuối trước khi sát hạch để có được phản xạ tốt nhất. Đối với lý thuyết cũng vậy, dù học viên có làm và học rất kỹ, thì sau 3 tháng vẫn có thể quên hoặc nhớ nhầm. Hãy học dồn vào tháng cuối, tốt nhất là vào 2 tuần cuối trước khi thi. Bài thi xuất phát. Khi nhận được tín hiệu xuất phát từ hệ thống chấm điểm trên xe, học viên cần bình tĩnh vào số 1, tập trung cảm nhận chân ga và phối hợp với chân côn nhịp nhàng. Khi xuất phát, học viên nhớ phải bật đèn xi nhan để không bị trừ điểm. Bài thi dừng xe, nhường đường cho người đi bộ. Bài này khá đơn giản, học viên chỉ việc dừng sau, cho hai bánh trước nằm giữa hai vạch là được. Thông thường tại mỗi sân sát hạch sẽ có một vật gì đó để làm mốc cho học viên dừng đúng vị trí. Bài thi dừng và khởi hành ngang dốc là phần thi khiến nhiều học viên bị trượt. Bài thi dừng và khởi hành ngang dốc. Đây là phần thi khiến nhiều học viên bị trượt. Để đạt điểm tuyệt đối ở bài thi này, học viên cần dừng trước vạch không quá 50cm, sau đó đạp nhanh chân côn, chân phanh và kéo phanh tay để xe dừng hẳn. Tiếp theo, đạp ga lên tầm 3.000 vòng, nhả côn từ từ cho xuống 1.500 vòng, rồi hạ phanh tay để xe leo dốc. Lưu ý, nhả phanh tay từ từ để xe không bị trôi quá 30 giây mà không qua được dốc là bị loại ngay lập tức. Bài thi đi qua ngã tư có đèn tín hiệu. Tốt nhất nên chủ động dừng lại trước vạch sơn, chờ đèn đỏ còn khoảng 3-4 giây thì nhả côn từ từ, rồi nhấn thêm chân ga để di chuyển. Bài thi ghép dọc xe vào nơi đổ cũng là một trong những bài thi khá khó. Bài thi ghép dọc xe vào điểm đổ, lùi chuồng. Đây cũng là bài thi dễ bị trượt nhất, học viên căng bằng gương trái bên lái. Khi gương qua tầm giữa chuồng thì đánh hết vô lăng sang phải. Cho đến khi gương bên trái nhìn thấy cửa chuồng, lúc này hãy lùi thật chậm và nhanh tay trả vô lăng về bên trái. Bài thi ghép ngang. Khi xe tiến cách mép lề và cửa chuồng khoảng 50cm, học viên hãy đánh hết vô lăng sang phải để thân xe lọt vào chỗ đổ. Đồng thời, nhanh mắt quan sát thấy đuôi xe vào đến nửa chuồng thì nhanh tay trả lái sang trái. Lưu ý, lùi chậm để có thêm thời gian quan sát đánh lái hợp lý. Bài thi đổi số trên đường thẳng rồi tăng tốc. Khi lái xe đến vị trí có biển tăng số thì mới được tăng lên số 3. Tại thời điểm chạy qua biển báo tối thiểu 20 km/h, tốc độ xe cần phải trên 20 km/h và đang ở số 3. Đến biển báo tốc độ tối đa 20 km/h thì phải giảm tốc độ và về số 2. Dừng khẩn cấp. Khi có còi hú hoặc đèn nháy phát tín hiệu, hãy lập tức đạp côn và phanh xe để dừng hẳn, nhanh tay nhấn đèn báo sự cố. Đến khi có tín hiệu đi tiếp thì từ từ nhả côn lăn bánh. Lưu ý không được nhấn tắt đèn báo sự cố trước khi có tín hiệu đi tiếp để tránh bị trừ điểm. Và cuối cùng đó là về đích, bắt buộc phải bật xi nhan phải trước khi về đích để bảo toàn số điểm tuyệt đối. Đến đây loa thiết bị trên xe sẽ lập tức thông báo kết quả, chúc mừng bạn đã thi đỗ hoặc bạn đã thi trượt. Phần thi đường trường. Bài này khá dễ, hầu như ai cũng vượt qua. Tuy nhiên học viên cần có thái độ tốt với giáo viên chấm thi và quan sát những người lái trước để rút kinh nghiệm. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.